Nhật ký SEA Games 30 ngày mùng 5 tháng 12. Ánh viên vào chung kết hai nội dung bơi. 8 giờ 55 phút, Lê Nguyễn Côn, Trần Hưng Nguyên vào chung kết 200m hỗn hợp nam. Lê Nguyễn Côn có thành tích 2 phút 8,19 giây, còn Trần Hưng Nguyên đạt thành tích 2 phút 5,45 giây. Cả hai cùng giành quyền vào thi chung kết. 8 giờ 40 phút, Phương Anh, ánh viên vào chung kết 200m bơi S nữ. Phương Anh đã về nhất với thành tích 2 phút 37,75 giây, ánh viên về thứ hai với thành tích 2 phút 37,79 giây. Tuy nhiên Phương Anh đã phạm quy nên không thể giành quyền vào thi chung kết. 8 giờ 30 phút, Lê Nguyễn Côn giành quyền vào chung kết nội dung 50m bơi nam. Lê Nguyễn Côn giành quyền vào chung kết nội dung 50m bơi nam, anh đạt thành tích 24,88 giây, đứng thứ 3 ở lượt bơi loại thứ 2. Huỳnh Mẫn Đạt có thành tích 26,86 giây và không thể có mặt ở vòng chung kết. 8 giờ 20 phút, ánh viên, Phương Trâm vào chung kết. Ở vòng loại 50 bơi ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đạt thành tích 29,96 giây về thứ 2. Nguyễn Diệp Phương Trâm về thứ 3 với thành tích 30,61 giây. Thành tích của Diệp Phương Trâm vừa đủ để cô giành suất cuối cùng vào chung kết. Một gương mặt vàng khác là Huy Hoàng tranh tài ở nội dung sở trường 1500m tự do nam. Đây chính là nội dung mà Huy Hoàng từng giành huy chương bạc ASEAN 2018, vì thế mà vận động viên quê Quảng Bình được dự đoán sẽ không có đối thủ, thậm chí phá sâu kỷ lục đại hội. Ở những môn thi đấu tranh huy chương khác, Pencak Silat có hai trận chung kết đối kháng của Nguyễn Đình Tuấn và Trần Thị Thêm. Ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An tranh huy chương vàng ở nội dung kiếm ba cạnh, sau khi giành huy chương vàng ở nội dung kiếm chém trong ngày đầu tiên. Môn bắn súng cũng tranh huy chương ngày hôm nay, nhưng hai xạ thủ Đỗ Thúy Hiền và Nguyễn Duy Hoàng không được đánh giá cao ở nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp. Ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thực sẽ bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung đường trường. Nếu chơi đúng sức, cô rơ Việt Nam hoàn toàn không có đối thủ. Ngoài những môn trên, đoàn trưởng thành Việt Nam còn tranh tài ở cầu lông, billiard, bóng rổ, bowling, boxing, eco, tennis, bóng chuyền nữ, bắn cung, gôn, judo, bi sắt, muay, bóng chuyền bãi biển, cầu mây. Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là hai trận đấu rất quan trọng của đội tuyển bóng đá nam và nữ. Trong khi U22 Việt Nam quyết đấu Thái Lan để tranh vé vào bán kết, thì tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines tranh vé chung kết SEA Games. Việt Bách, ảnh. TD